À, mở ginh cái kia, bây giờ tới ginh cái tủ này để nó hết quá hạn sử dụng rồi, là quá đắt rồi. Mình phải tiễn đem đi bán phế liệu luôn. Chị Hằng, đây là cái phần của chị Hằng gửi cho chị với lại bé Oanh ha, là 2 triệu đồng để tiếp tục ủng hộ cho hai mẹ con đó. Thì bây giờ tùy chị xử lý nè chị. Sau những ngày mưa gió thì bây giờ thì trời cũng nắng rồi. Hổm gầy các thợ toàn là ăn ngủ không à, không có làm lụng gì được hết trơn á. Thấy cũng buồn gầu. Ê rồi chú Tám, ghen nổi không? Dạ. Có bình thường có ba ông đợi á. Nằm xuống anh. Tủi nhôm nó nhẹ lắm. Không nhiều người ginh nó có nó. Đó. Thêm người nữa không? Đàn ơi thêm người nữa được không? Ây à. Được không Đạt? Tao nữa không? Được không? Nó hết đường đi. Thôi ơi, từ. À, cái cây của ta, anh Nguyễn lấy cái cây kia không đi. Rồi được nhẹ rồi. Coi clip này cậu bác quý anh chị chắc có thể là chửi bùi hồ lắm. Thấy người ta ginh nặng không phụ mà quay hoài. Nhưng mà 4 người ginh là vừa đủ đúng không anh Hồ? Đúng rồi, 4 người vô đây thì đông mới chặt nổi là gì. 4 người thì vừa. Đủ nhân cũng nhẹ lắm. Xa dữ vậy? Này là chừng nữa chị bán phế liệu hả? Này nữa chị bán phế liệu hả anh này? Hư hết à. Xe này có ai? Rồi. À, mở ginh cái kia, bây giờ tới ginh cái tủ này để nó hết quá hạn sử dụng rồi, là quá đắt rồi. Mình phải tiễn nó đem đi bán phế liệu luôn. Nguy hiểm nha Đạt, kiến không nghe. Rồi. Đưa nàng về Vinh. Cái tủ này là cái tủ học của bé Oanh nè. Tủ học bé Oanh thì cũng rụng răng hết rồi. Coi như là hết tuổi luôn rồi nè.
Nhưng mà cái này là đồ của bé Oanh rồi còn ở trong đó, nên là nữ là sau khi mà có được cái tủ mới á thì cái tủ này sẽ về phế liệu luôn. Hôm ngày mưa gió quá trời luôn nè, nước nó ngập nè. Anh Nguyễn đứng coi thấy mắc cá rồi anh Nguyễn. Tắt ra nãy giờ bớt rồi đó. Tắt bớt rồi. Đó, khủng khiếp không? Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và mấy ngày nay là những ngày mưa bão của ở miền Tây của bác quý anh chị. Cũng là vào những cái tháng mùa nước nổi về rồi. Nên mưa để lượng nước nó dâng lên á. Thì khi mà kéo có những cái cơn mưa như vậy á, thì cô bác quý anh chị sẽ thấy hơn về cái cuộc sống của mẹ con của bé Oanh. Đây này cô bác quý anh chị, cái này là một cái võng. Và tối đêm qua thì mưa rất là lớn. Cái chiếc võng này là nơi ngủ của hai mẹ con. Hai mẹ con phải trùm một cái miếng bạc như vậy đó. Rồi ngủ rồi mưa gió thì nó cứ tạt à. Sáng thì Bùi Hồ có hỏi là hai mẹ con như thế nào. Chị Oanh có nói là... chị Hiền, mẹ của bé Oanh có nói là mưa thì ngủ thì ngủ chứ sao chú ơi. Đó, thì cũng thấy khá là vất vả, cô bác anh chị cũng thấy thương. Các anh thợ thì cũng cố gắng tranh thủ làm cho xong cái công việc cho hai mẹ con có ngôi nhà mới, nhưng mà mưa quá thì chưa có làm được. Và sẵn tiện hôm nay á, thì đến đây thay mặt cho Mạnh Thường Quân là chị Hằng ở Mỹ trao cho hai mẹ con một cái số tiền để hỗ trợ cho hai mẹ con có hoàn cảnh, cũng như là cập nhật tình hình của các anh thợ cho cô bác anh chị xem luôn. Bây giờ mà cô bác anh chị qua đây ha. Mấy ngày nay thì mà cát đổ ở ngoài trước này nè, thì mưa quá thì cát nó bị cũng bị trôi, nó bị thất thoát một ít nữa. Thì chiều hôm nay thì cô bác quý anh chị thấy, có thể thấy cái mặt đường đằng trước á mới vừa mưa xong, các anh thợ tưởng nó chiều nay làm không có được nữa rồi, mà may mắn là gần 2 giờ thì trời ngưng mưa, tiếp tục cái công việc là xây cất của mình. Đây là chủ tám nè, các anh thợ qua bên đây á, cô bác quý anh chị phải ngủ trọ. Hôm gài thì cũng Quân Hồ cũng có cùng với các anh thợ ngủ trọ với anh Nguyễn. Đây là các phần cát nè, kêu vô thêm này là cát đổ nền, các bên đây là cát xây. Chị Hiền ơi, tí xíu vô nhà cái nha chị. Bé Oanh thì mấy ngày nay cô bác của anh chị thì đi học, năm nay là lớp 3, thì sáng đi học đến trưa, chiều 2 giờ đi học tiếp tục á. Nên giờ này chắc có lẽ là bé Oanh đã đi học rồi. Cái công đoạn mà xây dựng nhà của chị Hiền với là bé Oanh, của bé Oanh có 28 tuổi, khó nhất là cái việc mà vận chuyển ton đó cô bác quý anh chị. Ton dài thì đến 8 mét, mà cái hẻm này thì nó rất là nhỏ bo, cái cua rồi sao đó, đó là một cái vấn đề khá là nan giải ha anh Nguyễn ha. Đang suy nghĩ đau đầu lắm. Thì sáng nay Bùi Hồ cũng có lại cùng với lại các anh thợ là Đạt đó, để coi chị vận chuyển một số đồ ra để cho trống cái chỗ làm. Thông tin lại cô bác với anh chị gì nè, là hôm ngày qua đây 3 ngày 2 đêm thì làm mới được có buổi sáng nay, từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ nghỉ đi ăn cơm. Chiều nay mưa tầm tã nữa cô bác quý anh chị, thậm chí nè, ở chỗ này là xi măng. Đạt ơi, xi măng chỗ này chết hết rồi hả Đạt? Chết mấy bao rồi? Chết 4-5 bao hả? Hả? Bây giờ là chắc ngập đi, không có lối thoát đó. Mưa to. Mưa to nó không có lối thoát anh, chết. Đó. Thì cũng ở cái đoạn trước mà cô bác quý anh chị thấy cái chỗ này nè, là những cái tủ của hai mẹ con để đồ á, rồi mới vận chuyển ra, rồi bây giờ chỗ này làm chỗ trụng hồ. Ở trong này bây giờ mưa nó ngập lên vậy nè cô bác quý anh chị. Đạt nói không phải không mưa là xong luôn cái dắp bên kia, thì kéo ton luôn rồi. Nhưng mà cái nhà phía bên kia đó thì bị án ngữ lại, nên anh kia anh nhờ Đạt làm giùm luôn, nên bị công trình nó hơi bị chậm trễ tí xíu. Rồi mưa đó, mưa hôm qua là mưa nguyên ngày luôn. Hôm qua là coi như là ăn rồi ngủ rồi chứ không có làm gì, ngủ trọ luôn. Này là xây khi nào xong Đạt? Chiều dắt bên đây ha. Qua đây Nguyễn à. Đứng lên. Dạ. Đó. Cái dắt bên đây nè, nó bị cấn nhiều quá nên xây nó cũng hơi bị khó khăn. Ở đây đến chiều là
nếu như mà không mưa là xây luôn cái dách phòng xong rồi, cái mặt ngoài trước xong luôn rồi, còn cái mặt ngoài sau thì đã xây xong rồi. Ở phần sau thì cái nhà vệ sinh thì mình tận dụng được cái phần tường xây lên, đạt xây thêm chừng nữa sau đó tô hết luôn. Sau đó xây xong rồi rồi sẽ kéo tôn ở trên đó cô bác anh chị, rồi mới tô dần dần hay đạt cho nó che mưa trước đi. Khi mà làm ở trong thì nó mới chạy việc, còn bây giờ bị ảnh hưởng thời gian quá trời luôn. Cho đây chị Hèn ấm rồi, hai mươi nay thấy sức khỏe chị yếu hơn hả? Hả? Anh để em đeo cho, em cầm nha. Rồi sao rồi, sức khỏe nay yếu hơn hả? Dạ, khỏe rồi chú. Khỏe, nãy đi cà nhắc rồi. Cho đây đi chị. Nói chứ hết bệnh, chớ hên, chớ hết bệnh. Chớ hên. Thấy sợ thở xây đẹp không? Dạ đẹp, mấy cô mấy chú vô coi, cô chú khen đẹp. Mà xây nhanh nữa đúng không chị? Đúng rồi. Này hổm ngày là dỡ nhà hết một ngày nè, xây có hai ngày à, đúng không anh Thuật? Xây có hai ngày à, và ngày hôm nay là ngày thứ ba hả? Thứ ba mà làm được buổi. À, làm buổi sáng à, là được nhiêu rồi đó. Đạt xây một ngày hơn 1.000 viên gạch mà. Cô chú vô thăm á, cô chú ngoài phố vô thăm, khen xây đẹp, mau. Cô chú dưới đây nè. Dạ. À, sức khỏe. Khỏe rồi. Khỏe. Cũng mừng. À, mẹ con không ngày mưa gió ngủ sao rồi? Như con chuột lột. Như con chuột lột. Chuột lột là sao em đâu biết, chuột mắc mưa chứ. Hả? Dạ thì nó mưa cậy gắn vài bữa hết rồi. Đại bão. Ờ. À. Rồi lúc mà mưa lớn quá là sao? Có tấm bạc trắng chui vô, có cái võng đó. Ờ. À. Chui vô. Cái bàn gì mình chui vô cái võng nằm dưới đây nè. Mà mưa, tiếng mưa nó ngay lỗ tai có ngủ được gì không? Không, hức nhiều hơn. Hức nhiều hơn. Sáng nay chứ nó nhức bài cũng không ngủ được nữa. Kệ đi, đi tự hết. Sáng nay hai mẹ con ăn với gì? Cơm. Cơm gì vậy? Cơm tắm. Cơm tắm cái gì ba Phi á. Dạ. Kế quý bàn á. Rồi hai mẹ con xích qua đây đi chị. Rồi bé Oanh đi học hả? Bé Oanh đi học hả chị? Bé Oanh đi học rồi đó chú. Ừ. Ờ, qua đây chị. Rồi cố gắng đi vài bữa nữa là xong rồi. Qua đây nè anh Mỹ rồi. Đó. Mừng không chị? Dạ mừng. Dạ. Đi được không? Được rồi chú. Rồi hai mẹ con không về còn tiền gì không? Còn. Còn nhiêu? Em cũng mới đóng tiền cho nó với mua thêm dụng cụ cho nó học đó, hết mấy trăm nữa, gần 700 nữa. Rồi cô kêu lấy cái giấy cận nghèo. Dạ. Rồi với gì đó kiếm hoài chưa có luôn rồi. Với cái học khẩu nữa. Rồi nói để cô gán cho con là tới bữa con làm nhà xong rồi con lục từ từ rồi con đem lên cho cô. Dạ. Rồi cô nói nói tại nhà con đang xây bây giờ con không biết tìm ở đâu. Đặng bớt tiền đóng trường, tiền trường đó. Dạ. Có cái tấm đó mới được. Đúng rồi, phải có hộ khẩu thì mới giảm tiền bảo hiểm rồi. Có đúng số hộ nghèo. Cận nghèo. Cận nghèo. Ừ. Hai mẹ con đúng nghèo chứ cận nghèo. Rồi bây giờ nè, là còn hiện nay còn nhiêu tiền chị? Còn cũng vài trăm à. Vài trăm là mấy trăm? 60 trăm nha. Ừ. Rồi mua nước nôi cho thợ uống gì là hết bao nhiêu tiền? Chưa có tính nữa. Đi qua bển kia hỏi bớ đi. Thôi chút xíu đi. Ừ. Để đó nữa tính sao, cuối cùng tổng kết công trình tính sao. Ừ, tại vì với nó uống rồi chừng nữa rồi tính. Thì như mình uống rồi chỉ ghê. Thì chị kêu trà đường uống rồi nó cũng khát nước lắm. Thì chị kêu một xô trà đá cho nó dễ. Có. Ngày uống cử. Thôi được rồi, để đây đi. Thôi có vậy. Trà đá đi nè. Được rồi, dạ, để đây. Ờ, trong cái hùng quá. Đi đứng được khó khăn thì tội nghiệp quá. 700 ngày chi phí hai mẹ con là xài nhiêu chị? Nói chung thì chị uống thuốc thôi, ăn uống thì chị cũng ít ăn nữa. Chị bé Oanh nó chỉ ăn cơm 2 buổi thôi. Ừ. Chị thì khi uống sữa để uống miếng thuốc vô cho nó khỏe người. Yeah. Chứ ăn thì chị cũng ít ăn lắm. Ngày chị ăn không được nửa chén cơm nữa chú ơi.
cố gắng ăn vô ha. Tại vì ăn không được chứ không phải chị không ăn. Dạ. Rồi giờ gì không có thì chị uống sữa vô, đằng chị uống thuốc mới được, không có thuốc không có được. Cố gắng ăn vô. Hai mẹ con vài ngày nữa có nhà mới vui rồi. Ha. Dạ. Cố gắng hai mẹ con giữ gìn sức khỏe. Bé Quanh hết sốt chưa? Em thấy đỡ, hôm nay chạy nhảy tung tăng được rồi. Đi học rồi. Ai cũng mong là trời sẽ độ là không có mưa. Mà các anh thợ, chị biết các anh thợ làm cũng mấy ngày nay cũng ở trọ đằng kia kìa. Mấy anh thợ chia sẻ thật với cô bác với anh chị là ngủ không có chiếu luôn. Mũi chích, trời ơi, có cái mùng anh Nguyễn anh em qua mũi chích ngủ không ngủ. Ủa, ở chợ lấy cũng cái mùng mũi nữa hả? Có, mũi bằng luôn. Ủa, chích bỡ nữa. Gì hôm qua ở bên phố mấy chú xịt cái gì tèn 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 chích cho bố quá trời luôn. Chích em nè. Chích em. Chứ anh với Đạt nè, em với Đạt ngủ chung. Ôi, khủng khiếp. Thì thôi, cũng cố gắng. Mọi người cùng chung tay nhau cố gắng để mạnh đường. Mạnh đường quân hỗ trợ chi. Mạnh đường quân hỗ trợ chi phí thì mình bây giờ mình cố gắng về sức lực. Cũng anh Nguyễn cũng vậy. Thì cái căn nhà mà Đạt xây á, là lãnh trọn gói là 75 triệu. Nhắc lần nữa cho cô bác quý anh chị. Hiện nay thì anh Nguyễn giữ là 75 triệu 170 ngàn. Đúng không anh Nguyễn? À, 170 ngàn thì cũng vừa đủ đó đó. Thì được chị Hằng. Hôm nay thì được chị Hằng tiếp tục ở Mỹ hỗ trợ cho mình được 2 triệu nữa. Cô bác quý anh chị biết là sau khi mà xây căn nhà đó, nhà của mẹ bé Quanh á, tháo ra là coi như là nó mục hết rồi. Đụng vô là nó gớt á, cái nhà căn nhà nó ngộ khi mà còn ở. Thì nó chằng chéo nhau, cột kèo cột đầu nó chằng chéo với nhau á. Thì nó không sao. Nhưng mà khi mà dỡ ra là nó không còn cái gì trên á. Thì bây giờ chắc sau này cũng mua một ít đồ dùng cho hai mẹ con quá. Chứ bây giờ còn gì đâu. Thì chị Hằng, đây là cái phần của chị Hằng gửi cho chị với lại bé Quanh ha, là 2 triệu đồng để tiếp tục ủng hộ cho hai mẹ con đó. Thì bây giờ tùy chị xử lý nè, chị có thể là giữ lại một ít để gửi cho Nguyễn một ít sau này mua đồ, hoặc là chị giữ thấy có đủ thì không thiếu cuộc sống của mình thì chị giữ lại hay là như thế nào. Nhưng mà hôm nay thì em thay mặt chị Hằng gửi cho chị 2 triệu. Em cảm ơn chị Hằng để giúp đỡ cho em 2 triệu. Em chân thành cảm ơn chị rất nhiều. Mạnh, tất cả các mạnh thường quân giúp mình trước đến nay luôn chị. Cảm ơn cô chú mạnh thường quân trong nước ra ngoài nước thời gian qua để giúp đỡ cho con tiền chữa bệnh, xây nhà đẹp cho con chân thành cảm ơn. Con cảm ơn cộng đồng, cảm ơn cô chú và anh chị. Đó. Thì nói chung là thôi bây giờ chị giữ đi. Chị cho tắm đi nữa, chị đóng tiền cho anh thôi. Thôi chị giữ 1 triệu đi, để cho anh Nguyễn giữ cho nó chặn. Là anh Nguyễn tổng cộng là phần này là anh Nguyễn giữ là 76 triệu 170 ngàn. Ha. Để thôi hai mẹ con. Này, chị đóng tiền trường cho nó đi, thế này. Dùng, đấy hai mẹ con ăn uống. Cho đi học. Ha. Để đó hai mẹ con còn ăn uống, có gì thiếu thì tính tiếp. Nhưng mà sau này mình dọn vô thì mình cũng còn phải có cái mua sắm rồi chứ. Mình cũng có một ví dụ bếp ga mình có thì cái tủ bên kia kìa anh Nguyễn quay kìa. Cái tủ đó là cái tủ đựng đồ của bé Quanh đó. Đó, nó mục nát hết trơn, chị nó gọi là gì chị? Tiễn dông đó ha. Đừng có nghe phế liệu đó. Đưa vô phế liệu đi, chạy nó hết hạn sử dụng rồi. Đó. Để lâu quá nó mục quá chú. Dạ. Đặt xây nhanh lắm anh Nguyễn quay cho cô bác của anh chị thấy ha. Cô bác của anh chị nè, mấy anh chú đây nói là Đạt làm ở Long Xuyên này giá rẻ. Đạt ơi, nếu như mà ở Long Xuyên này vòng vòng đây tao mướn công trình nhỏ nhỏ chịu làm không? Hả? Đừng làm cho có tiền để nuôi vợ con luôn. Ở bên quê hương của Bùi Hồ với lại Đạt là nó cách đây tới khoảng hơn 40 mấy cây đó. Qua thêm một cái con đò nữa thì chi phí nó đi về nó có tính ra còn hơn tiền ở. Mà cái tiền ở là anh Nguyễn là mướn giùm là 600 ngàn anh Nguyễn. 600 ngàn đó, anh Nguyễn anh hỗ trợ cho các ông thợ thì chỉ các ông thợ ăn uống rồi thấy cũng tội nghiệp lắm. Nói chung là thay mặt cho dân Đồng Tháp cảm ơn anh Nguyễn ha. Cảm ơn các anh thợ nữa.
À, vậy đưa cho chú 500 ăn đi. Còn thôi 500... chị cắt đi, chị cắt đi, chị cắt đi. Đưa chú, đưa chú rồi thì hai mẹ con ăn cái gì? Quanh đây không mà chị uống thuốc với sữa không mà thiệt. Cắt cẩn thận đó, hai mẹ con ngủ không có, không có cửa nẻo gì nên để cẩn thận tiền đó, nhầm khi nó kẻ xấu đó. Khuya đêm hôm không có nhà cửa, nguy hiểm. Nguy hiểm chập trùng chứ không phải, nguy hiểm đơn giản nha. Sau này xây cái nhà lên thì Bùi Hồ sẽ cập nhật cho cô bác của anh chị. Tính là bữa nay là sẽ dừng ton luôn rồi, nhưng mà tiến độ nó hơi chậm thì cô bác của anh chị cũng thông cảm ha. Mưa gió thời tiết mà làm hồ mà phụ thuộc vào thời tiết, tính tiền ngày công mà quy cả tháng thì nó nhiều tiền, nhưng mà tiền mưa gió nghỉ nó cũng không có được nhiều. Chi phí ăn uống sao nó cũng tội nghiệp mấy em thợ. Thì cũng mong cô bác của anh chị thông cảm, mà đạt thì bảo đảm của cô bác của anh chị là xây dựng thì cô bác anh chị sẽ yên tâm. Anh Nguyễn có nói gì về đạt không? Không gần sao? Xây thấy được không anh? So với ok rồi. Dạ. Anh em rất là nhiệt tình. Dạ. Làm ở tại thành phố Long Xuyên, đạt quê ở Đồng Tháp. Thì qua đây là cũng ở, thì cũng mấy ngày nay, nói chung là cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Đó là đạt cũng cố gắng để mà ở đây để mà tranh thủ để mà làm gọi hoàn thiện cho căn nhà của cháu Quanh đó. Thì một ngày á thì nó mưa là suốt, thì thấy nó tạnh tạnh là bớt, là đạt là tranh thủ là đến đây mà làm rồi. Điều đó rất là quý đã trong cái đội của đạt. Thậm chí mà có buồn gì nào nói không phải nói thì để kể cho cô bác anh chị về cái tiến độ công trình thôi, chứ không có than thở hay là cái gì ở đây, để chia sẻ cho cô bác thêm cái nghề thợ hồ vất vả như thế nào khi mà đi làm ở nhà cũng như, hay là ở sao vậy. Đạt nói này, mướn cái dàn giáo này là mỗi một cái dàn là nhiêu đạt ngày á? Một cặp là hai cái này ha. Cái. Là ở đây mướn mấy cái? Với cái mâm nữa là 1.000 nữa là đây mướn 4 cặp. Là 28.000. Với cái mâm 1.000 nữa là 29.000. Là hôm qua mà hai ngày nay tưởng đâu mưa bão đạt lên trời làm ăn không có tiền mà còn tốn tiền thuê đồ mà còn bỏ không nữa. Có nghĩa là 30.000 một ngày, mỗi ngày làm thợ này cũng phải tốn thêm 30.000. Rồi chưa kể tiền thợ này cho qua hỗ trợ này kia, tiền xi măng nữa, xi măng chết tội nghiệp anh thợ quá. Bây giờ làm hoài giết lớn không nổi luôn anh đó không. Ông thầu gì đâu mà nhỏ xíu rồi siêu à, còn mấy ông thợ với mấy ông phụ thấy tôi đô con không? Phụ hút máu à. vui nói chung là nói cho vui á. Mưa gió làm cực quá, làm như thế này là ngại nhất là gì? Kéo điện, kéo điện mà nước ở đây nước không kéo điện nó rất là nguy hiểm luôn. Sáng nay cũng dẹp mấy kia cũng xong, hai chỗ này cũng trống trải cái nhà lên nên hình một cái căn nhà nó to lắm, nhìn nó đẹp lắm. Sau này thành cái căn nhà đi, sẽ cô bác anh chị sẽ thấy nó đẹp hơn. Thì nói chung là thời lượng cũng dài, và một lần nữa thì không có gì khác hơn ngoài lời thay mặt cho mẹ con của bé Oanh chân thành cảm ơn cô bác anh chị là mạnh thường quân của kênh Bùi Hồ em Phong Bụi và anh Nguyễn Hà Giang đã hỗ trợ cho hai mẹ con có được một cái căn nhà, có được số tiền trị bệnh ở thành phố cũng hơn mười mấy triệu anh ha, rồi có được một cái căn nhà cũng gần cỡ 100 triệu. Thì để cho anh em được kết nối cái công việc thiện nguyện với là cô bác quý anh chị gần xa trong nước và ngoài nước, thì mình chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị. Xin chúc gia đình của cô bác quý anh chị sức khỏe an lạc, dồi dào, gia đình làm ăn càng ngày càng khám phá. Xin chào. Cảm khá, xin chào và hẹn gặp lại các bác quý anh chị ha.